Tâm An và kênh chị dâu xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe. Và ngày hôm nay, Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng nhau lắng nghe tập 17 của câu chuyện Mộng Tường Vi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Tâm An và quý vị cùng nhau trải qua trong suốt 16 tập truyện vừa qua từ những ngày đầu cô gái Hồng Anh phải đi làm gái ở quán bar tiếp rượu và kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Đến một khoảng thời gian khủng hoảng nhất, đó chính là cô bị. Mẹ của Nam Phong chính là bà Mai Phương, phát hiện ra chuyện tình của cô và Nam Phong và ganh ghét đuổi cô đi. Đến thời gian này thì cô mang thai và sinh ra một đứa con khó khỉnh. Và không biết chuyện gì sẽ xảy đến với bà Mai Phương. Liệu rằng có cái kết nào đó dành cho bà Mai Phương bởi vì bà đã nhìn nhầm đứa con dâu yêu quý của mình hay không? Nam Phong lúc này đang ở đâu? Anh có đi tìm cô gái Hồng Anh của mình, tìm được đứa con của mình hay không? Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng theo dõi với tờ màn nhé. Chỉ còn có hai tập truyện nữa thôi là chúng ta lại kết thúc bộ truyện này rồi. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị những nội dung của tập 17 câu chuyện Mộng Tường Vi, tác giả Thanh Thanh. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. có thêm người trong phòng nên bà Mai Phương lúc này cảm thấy yên tâm hơn. Tắt đèn phòng ngủ, bà loay hoay tìm về giấc ngủ ngay. 30 phút, 1 giờ đồng hồ trôi qua. Bởi vì quá mệt nên bà Mai Phương ngủ thiếp đi. Chị nhã ở dưới đất vì quá căng thẳng nên không thể nào ngủ tiếp được. Chị nằm im và lặng lẽ chờ đợi trời sáng. Bà nội ơi! Bà nội ơi! Không nhớ đã ngủ được bao lâu, đang say giấc, thì giọng nói quen thuộc của đứa trẻ ấy lại vang vọng bên tai. Lần này nó không ngồi trên sofa nữa mà ngồi hẳn bên giường nơi mà bà Mai Phương đang nằm. Tránh ra, tránh ra! Chị Nhã không ngủ được, nghe thấy bà Mai Phương hét lớn, cô bật dậy và chạy đến bên giường. Phu nhân, phu nhân à, bà không sao đấy chứ? Bà Mai Phương giật mình mở mắt ra, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cả gương mặt và chán cũng vậy. Nhìn thấy Nhã, bà vội vàng ôm cô vào lòng, không ngừng nói. "Một đứa trẻ con, Nhã ơi, một đứa trẻ con. Phu nhân đừng sợ, chỉ là giấc mơ, không có đứa trẻ nào ở đây cả." Phu nhân nằm xuống, cháu canh chừng cho phu nhân ngủ. Chị Nhã dịu dàng vỗ về bà chủ. Bà Mai Phương vẫn chưa được qua cơn bàng hoàng, cả cơ thể của bà gầy yếu, tựa hẳn vào người của Nhã, rồi chỉ tay sang bên cạnh. Không phải đâu nhã ơi Nó đang còn quanh quẩn ở đâu đây Đây này Vừa xong Nó ngồi chỗ đấy Nó gọi tôi là bà nội Nó chưa đi đâu Nó đang ngồi ở đấy Trong đêm vắng nhìn bộ dạng của bà Mai Phương Kèm những lời nói trong lúc hoàng sợ ấy Lại khiến cho chị nhã cảm thấy rùng mình Cháu vẫn thức từ lúc đó tới giờ Trong phòng làm gì có ai Nhà mình làm gì có trẻ con Chắc là phu nhân mệt quá nên ngủ mơ thôi à? Tôi không mơ. Tôi không mơ đâu. Rõ ràng tôi thấy nó ngồi ngay bên giường. Giường mắt của nó, nó cứ nhìn tôi. Nó gọi tôi là bà nội đấy. Thấy bà chủ tâm lý không được ổn định. Chị Nhã chỉ biết vỗ về cho bà yên tâm. Từ ngày mang trọng bệnh, Thần sắc của bà Mai Phương kém hẳn, da mặt thì nhăn nheo, tóc bạc ngày càng nhiều. Phu nhân mệt quá nên ngủ mơ gặp ác mộng có đúng không ạ? À? Bà nằm xuống đây Cháu mát xa cho bà dễ chịu Im lặng hồi lâu Thấy trong phòng không có gì đáng sợ nữa Bà Mai Phương mới ngoan ngoãn nằm xuống Và để mặc cho chị Nhã Bóp chân bóp tay cho mình Vừa mát xa Chị Nhã vừa hỏi chuyện Để chấn an tâm lý của bà chủ Phu nhân có thấy dễ chịu hơn không? Ừ Dễ chịu Đêm nay phu nhân mơ ác mộng gì Có thể kể cho cháu nghe được không? Nhã Phu nhân, bà đừng sợ. Cháu đang nghe người nói đây ạ. À? Cháu thấy sức khỏe của phu nhân dạo này rất kém, chân tay thì gầy trơ xương. Phu nhân phải ăn nghỉ đúng giờ thì mới lấn át được bệnh tật chứ ạ. À? Tôi sắp chết rồi. Phu nhân, bà đừng có suy nghĩ tiêu cực. Cậu chủ và ông chủ đã liên hệ những bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho bà. Chắc chắn bệnh tình của bà sẽ có chuyển biến thôi. Đã là ung thư Làm gì còn có hy vọng chứ Dạo gần đây đêm nào tôi cũng mơ một giấc mơ lặp lại Trong mơ Một đứa bé khoảng chừng 2 tuổi Liên tục gọi tôi hai tiếng bà nội Khi nãy Nó ngồi ở ghế sofa kia kìa Nó vừa nói Nó vừa nhìn tôi cười đấy Chị nhã nghe xong thấy sống lưng lạnh bốt Chị sợ hãi nhìn về phía chăn đệm của mình Nơi ấy là vị trí đặt ghế sofa. Lẽ nào trong mơ nhìn thấy đứa trẻ ấy nên bà chủ mới yêu cầu chuyển nó ra khỏi phòng. Dẫu sợ nhưng chị Nhã vẫn cố gắng lừa dối cảm giác của bản thân mình. Chị hy vọng đó chỉ là giấc mơ chứ không phải là thật. Cô nhẹ nhàng đáp lời. Phu nhân à, đó chỉ là một giấc mơ. Có Nhã ở đây, phu nhân cứ yên tâm đi ngủ nhá. Diệm vườn cử người xuống đây để bắt tôi xuống âm phủ đây. Tôi không muốn chết Nhã ơi Tôi chưa muốn chết Đang im lặng bỗng bà Mai Phương ngồi bật dậy Và ôm chầm lấy nhã Cơ thể gầy gộc ấy Bật khóc như mưa Cánh tay run dày bám chặt vào người của nhã Như tìm kiếm một điểm tựa Kìa phu nhân Không có chuyện đó Phu nhân mệt mỏi quá Nên suy nghĩ nhiều rồi Phu nhân còn trẻ thế này Y học bây giờ rất hiện đại Ông chủ có nói Sang tháng đưa phu nhân qua Singapore điều trị phu nhân sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi mà nhưng bà mai phương bất lực òa khóc trong vòng tay của chị nhã chưa có bao giờ bà cảm thấy sợ hãi giống như thời điểm hiện tại sống trong căn biệt thự triệu đô sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng đêm đào bà cũng gặp ác mộng những cơn đau âm ỉ kéo dài cuộc sống của bà gần như rơi vào bế tắc và tuyệt vọng đêm xuống ánh trăng mờ ảo len lòi qua kẽ lá và chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của hồng anh cô đang thần thờ ngồi trước hiên nhà thời tiết những ngày đầu hạ thật dễ chịu hương ánh mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao hồng anh mơ màng nhớ về những kỷ niệm cũ hình ảnh giọng nói ngọt ngào cả những khi người đàn ông ấy bộc phát tính cách bá đạo cô đều ghi nhớ tất cả trong vô thức những giọt lệ lại trực trào nơi khóe mắt và lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của cô không gian đang yên tĩnh, bỗng trong phòng có tiếng động của Harry. Theo phản xạ, Hồng Anh gạt nước mắt và chạy vội vào trong. Harry đang ngủ ngon, đến cữ ăn nên cu cậu cứ ọ ẹ, phát ra tín hiệu. "Mẹ đây, mẹ đây, Harry của mẹ đói bụng rồi sao?" Hồng Anh nhẹ nhàng cưng nựng con trai. Harry nhận ra hơi ấm của mẹ, đôi mắt cu cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng cái miệng bé xíu lại a à a à, tìm kiếm bữa ăn quen thuộc. Harry rụi đầu vào ngực mẹ. Khi cảm nhận được sự mềm mại và vị ngọt truyền vào khoang miệng, cô cậu mới say sưa thưởng thức. Cơ mặt giãn ra, cái vẻ mãn nguyện. Sau khi no bụng, Harry gục đầu vào lòng mẹ và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, nhìn ngắm con trai, Hồng Anh cảm thấy lòng mình quặn thắt. 9 tháng 10 ngày, thai ngén cu cậu, chưa có một ngày nào cô thôi nghĩ về Nam Phong Liệu đó có phải lý do khiến cho cu cậu giống anh tới mức này không? Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao, đặc biệt là khuôn miệng trái tim xinh xắn. Harry giống như bản sao của Nam Phong vậy. Ngay cả khi cu cậu cáo giận, cũng phảng phất hình bóng của bố. Tại bệnh viện ca, trong phòng VIP, Nam Phong đau thắt lòng khi nhìn thấy mẹ mình ngủ say. Gương mặt của bà Mai Phương tiểu tụy không son phấn, mái tóc thì bạc quá nửa đầu thân hình nhỏ bé lọt thòm trong bộ trang phục bệnh nhân Lặng nhìn dịch chuyển trong veo chảy vào tay của mẹ nằm phòng cảm thấy bất lực tiền bạc vật chất vào cái thời điểm này dường như trở nên vô nghĩa với bệnh tình của bà cho dù anh liên hệ những bệnh viện cao cấp nhất cả nước và ở ngoài nước đặt mua những loại thuốc tốt nhất nhưng tình hình sức khỏe của mẹ anh lại không có chuyển biến tích cực đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng có tiếng gõ, nam phòng quay người lại nhìn, người đó ra hiệu cho anh bước ra bên ngoài, vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ, anh cũng lặng lẽ đi theo. Cậu là người nhà của bệnh nhân Hoàng Mai Phương sao? Dạ vâng, thưa bác sĩ. Có điều gì cần trao đổi về tình hình của mẹ tôi à? Bệnh tình của mẹ cậu chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng mà dường như bà ấy có tâm bệnh, tâm hồn của bà luôn u uất và suy nghĩ tiêu cực, chính điều này lại khiến cho sức khỏe của bà ấy càng ngày càng giảm sút. Ý của bác sĩ là như thế nào? Nếu như là người khác, thể lực tốt, có thể tiến hành xạ trị theo phác đồ, nhưng sức khỏe của mẹ cậu lại rất yếu, nằm bất động 48 giờ đồng hồ liên tục để xạ trị lại ảnh hưởng đến trực tràng và chảy máu rất nhiều. Tạm thời chúng tôi không thể nào áp dụng phác đồ điều trị này đối với bà ấy được nữa. Sau đợt này tôi nghĩ cậu nên đưa bái về nhà nghỉ ngơi, kết hợp uống thuốc với tầm bổ. Khi nào sức khỏe khá hơn thì mới có thể tiến hành xạ trị, hóa trị được. Một câu trả lời quá rõ ràng. Nam Phong nghe xong cảm thấy rụng rời chân tay. Mẹ anh bà ấy đã suy sụp quá nhiều, tới mức không ăn, không ngủ được. Anh không hiểu được nỗi đau mà bà đang trải qua. Nhưng về mặt tâm lý, một người phụ nữ quyền lực và cao ngạo như bà, một ngày kia biết mình mắc phải trọng bệnh Thật sự khó có ai có thể bình thản Mà đối diện cho được Chị Mai ơi Chị chồng Harry giúp em Em tranh thủ đi giặt quần áo một lát đã Hồng Anh cho Harry bú no Và đặt nhẹ nhàng cu cậu xuống giường Cô giòn rén đi lên nhà Và nói với chị Mai Harry đang ngủ à Em làm cái gì thì làm đi Hôm nay trời mưa nên chị cũng rảnh Thầy với thằng Lâm đi vào bàn bốc thuốc chắc là sắp về rồi hồng anh đi khỏi mai vội vàng đi xuống gian nhà dưới ron rén bước đến gần giường ngủ của harry vì không kìm lòng được trước sự đáng yêu của cậu bé nên mới cúi xuống và hôn lên đôi má phính còn thơm mùi sữa mẹ ngọt ngào harry đang ngủ bị làm phiền nên cu cậu giật mình và khóc ré lên mai hoảng sợ hồng anh vừa mới nhờ trông cu cậu một lát mà cô lại đánh thức harry thế này rồi Nhanh tay bế cu cậu vào trong lòng và ôm ấp. Mai cáu nhẹ. Này, suốt ngày người ta phải thay bỉm, giật tã cho đấy nhá. Thơm có một tí thôi mà lại không cho. Ghét thế chứ lệ. Harry nghe như vậy lại càng khóc to hơn. Cu cậu co dãy khiến cho Mai sợ toát mồ hôi. Thật không ngờ, một cu nhóc 6 tháng tuổi mà lại co dãy khỏe như vậy. mà càng nịnh thì Harry lại càng đỏ mặt lên và gào khóc. Thôi được rồi, được rồi, Mai xin, Mai xin. Harry đáng yêu nhất trái đất này được chưa? Mai sai rồi, mai xin lỗi. Lần sau không dám hôn trộm lúc mà Harry đang ngủ. Được chưa, được chưa? Mai cứ như vậy rõ ràng, cô cậu tình hẳn và không thèm ngủ thêm nữa. Nghe giọng nói cưng chiều của Mai, cô cậu nhoèn miệng cười thích thú. Thi thoảng cô cậu lại hét lên khiến cho Mai phải bật cười. Harry không ngủ à? Sao giờ này Harry lại thức thế này? Từ bên ngoài nghe tiếng Mai nô đùa cùng với Harry Lâm hớn hở chạy vào hỏi chuyện Harry thấy dáng hình quen thuộc của Lâm Cũng toe tuyết miệng và cười thật tươi Chị thơm trộm đúng có một cái Thế mà thằng bé nó tỉnh giấc ngay Người gì mà khó tính Bác Mai thơm trộm là hư rồi Harry đang ngủ mà cứ thơm trộm là sao nhỉ Nào qua đây Bác Lâm bế con một chút nhá Yêu quá nên bác mới thơm Có đúng không nào Hôm sau Bác lại không thèm thơm nữa đâu Harry chả hiểu cái gì Nhưng lại cứ toe toét miệng cười thích thú Thì thoảng vui quá Cô cậu cứ hét toáng lên Cả người dãy rủa không ngừng Bé bé mà khỏe thật bế một lát mà mỏi tay luôn chị à Trộm vía Harry không bị ốm vặt Ăn ngoan ngủ ngoan nên bụ bấm Nó khỏe Nó mới dãy được như thế đấy Nhiều lúc nghĩ mà thương Bố nó đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn Nam Kinh Vậy mà mẹ con nó lại phải chui giúp ở cái xó xỉnh tồi tàn này. Nói đến đây giọng chị Mai bỗng lạc đi như muốn khóc. Đúng lúc này thì Hồng Anh bước vào, thấy Lâm đang bế Harry, lại thấy chị Mai khóc, nên cô tò mò hỏi. Có chuyện gì thế chị? Harry vừa mới ngủ. Đã dậy rồi sao? Harry vừa nhìn thấy mẹ, lúc này lại la táng lên, đòi theo. Cái miệng chúm chím, bĩu ra vẻ hờn rỗi. Nhìn điều bộ ấy của cu cậu, Hồng Anh đón cu cậu từ tay Lâm và lên tiếng cưng nựng. Bác Mai với cả bác Lâm làm ồn không cho con ngủ à? Thương quá. Hôm nay anh vào trong bàn, được người ta cho bánh trưng. Anh đang để ở ngoài xe. Lát nữa hai chị em ăn nhé. Cảm ơn anh ạ. À. Thế hai chị em nói chuyện đi. Anh ra ngoài một chút. Lâm vừa mới đi khỏi. Chị Mai thần mặt ngồi xuống giường. Hồng Anh nhìn như vậy thì tò mò ơ ừ, chị chị làm sao thế nhìn thằng bé kìa nó giống bố nó như đúc chị thương cho hai mẹ con mày chứ làm sao chị có harry là em mãn nguyện rồi em không mong muốn gì hơn mỗi ngày trôi qua thấy cu cậu khỏe mạnh thế này không ốm đau bệnh tật là em mừng rồi em có thể không cần gì nhưng em nên hiểu harry là dòng dõi quý tộc em không thể để con em cả đời phải chịu thiệt thòi như thế nó xứng đáng có được tình yêu và sự quan tâm của cả bố và mẹ cậu bé nó xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn em à chị hiểu mày là người có lòng tự trọng rất lớn hơn nữa là sự tự ti chị cũng biết mày còn yêu cậu ấy nhiều chị tin chắc cậu ấy cũng rất yêu mày thời gian sống ở đấy cho chị cảm nhận được điều này chỉ cần bây giờ mày chịu mở lòng chắc chắn cậu ấy sẽ tìm được mẹ con mày Hồng Anh, em còn trẻ, tương lai sau này của Harry còn rộng mở, em không thể ích kỷ mà để làm ảnh hưởng đến nó được." Nước mắt của Hồng Anh lăn dài, những lời mà chị Mai nói, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng danh dự và lòng tự trọng lại không cho phép cô làm điều đó. Nam phong đã có vợ, cô ấy là đường kim tiểu thư danh giá của tập đoàn Châu Long, cô yêu anh là thật, anh ấy yêu cô thì sao? yêu cô nhưng lại chấp nhận kết hôn cùng với một người phụ nữ khác. Câu nói của bà Mai Phương lúc nào cũng đeo bám lấy tâm trí của cô. Đừng bao giờ ảo tưởng rằng có thể nếu giữ được trái tim của một người đàn ông. Hồng Anh cảm thấy mất niềm tin với thứ gọi là tình yêu của người đàn ông ấy. Ngoại lệ của anh ta chỉ được tính trong khoảnh khắc nhất thời. Đã 10 giờ khuya, nhưng không khí ở bên trong căn biệt thự triệu đô Vẫn ồn ào và náo nhiệt Gia nhân đi ra đi vào Ai nấy đều nơm nớp lo sợ Vì nữ chủ nhân của căn biệt thự này Đang nổi cơn thịnh nộ Tiếng la hét Tiếng đổ vật rơi vỡ dưới nền đá Nghe in tai nhức óc Tránh ra Các người tránh ra Đi ra ngoài Đi nhanh lên Ra hết ra ngoài Đứng trên chiếc bàn tròn Bà Mai Phương tay cầm hai cái chổi dài chiếc quần ngủ săn đến gối để lộ ra đôi chân gầy guộc khẳng khiu sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh quái ác đôi chân thon mịn ngày nào giờ đây chỉ còn bộ da bọc lấy khung xương hai tay cầm trồi và không ngừng xua đuổi khắp cả căn phòng ánh mắt của bà mai phương trợn tròn một vẻ dữ tợn kiểu phu nhân xin người bình tĩnh không có ai ăn ép phu nhân phải uống thuốc đâu ạ à? tôi không có bệnh Tôi còn khỏe thế này, tôi còn sống rất lâu. Mẹ tôi ngày xưa, ấy còn sống đến 98 tuổi mới chết. Tôi còn trẻ, tôi không thể nào chết được. Tôi không có bệnh gì hết. Tại sao các người cứ ép tôi phải uống thuốc? Cút đi, cút, cút hết ra ngoài. Kiểu phu nhân, phu nhân hiểu nhầm rồi. Phu nhân không có bệnh gì hết, đây chỉ là thuốc bổ thôi. Dạo gần đây phu nhân gầy quá, ăn ngủ không tốt. Ông chủ và cậu chủ lo lắng, nên mới mua thuốc bổ cho phu nhân uống đi à? Tôi chưa già. Tôi chưa lẫn. Các người đừng có lừa tôi. Ông Thư thì sao? Hả? Tôi còn lâu mới chết nhá. Tôi còn phải sống để đón cháu nội của tôi chứ. Vượt hết mấy cái thuốc đi. Đứa nào mà mang thuốc vào đây? Tao đập chết đứa đấy. Không tha đứa nào. Kìa phu nhân bình tĩnh. Phu nhân cáo giận này lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Khuya rồi. Phu nhân để nhã. Mát xa cho phu nhân ngủ nhá. Chúng mày. Chúng mày vứt hết mấy cái thuốc đó đi vứt đi nghe tiếng ồn ào ông nam dương từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy vợ đứng trên bàn khô chân múa tay ông bực tức quát lớn cả một đám người vô dụng bao nhiêu người mà không xử lý được bà ấy sao ồn ào cái gì vào cái giờ này chứ dạ thưa ông chủ vừa nhìn thấy chồng bà mai phương cầm trổi và chỉ thẳng vào mặt của ông nam dương hai mắt của bà trợn lên bờ môi cong cớn Ông cút ra ngoài. Không một ai có quyền ép tôi phải uống thuốc. Tôi không có bệnh. Tại sao ngày nào các người cũng bắt tôi phải uống thuốc hả? À? Nói, nói đi. Bà làm loạn như vậy chưa đủ à? Ông lớn giọng với tôi à? Bây giờ ông thấy tôi già tôi xấu. Mặt mũi tôi nhăn nhó. Tóc tôi bạc đi. Ông chán tôi rồi chứ gì? Ông nói đi. Ông mong cho tôi chết càng nhanh càng tốt. Để ông được rảnh nợ có đúng không? Anh à, nói đúng là hàm hồ. Quy, Huấn đâu? Mấy đứa vào, bắt bà ấy xuống đất nhanh lên. Dạ vâng, thưa ông chủ. Bà Mai Phương nghe như vậy, lại càng thêm tức giận. Đứa nào bước vào đây, tao đập cho vào mặt. Giỏi, thì bước vào. Chói bà ấy lại, hôm nào cũng làm loạn thế này, không để cho ai nghỉ ngơi. Phu nhân à, mong bà ấy xuống dưới và đi nghỉ. Không nói lý lẽ được với bà ấy nữa đâu. Ở nhà nhiều quá, Bái sinh ra hoang tưởng nói nhẹ không được thì tất nhiên phải dùng biện pháp mạnh Ôi lạng nước ơi ông cả bà nhớ nơi ra đây mà xem đời thủa nào chồng cho người chói thay chói chân vợ như kẻ thù thế này Ôi trời ơi sống mà khổ thế này chỉ bằng các người để tôi chết đi để tôi chết đi bà Mai Phương nhanh chóng bị khống chế thân hình nhỏ bé bất lực gào khóc dưới cánh tay của hai gia nhân là quy và huấn Phu nhân à, xin người bình tĩnh. Ông chủ làm vậy chỉ muốn tốt cho người mà thôi. Phu nhân nghe lời cháu. Bây giờ phu nhân đi rửa mặt rửa chân tay. Cháu massage cho phu nhân nhé, có được không nào? Chị nhã cầm khăn và thấm đi những giọt mồ hôi trên trán và trên gương mặt của bà Mai Phương. Sau một hồi làm loạn, người phụ nữ ấy thấm mệt nên không còn gào khóc nữa. Gương mặt thất thần nhìn lên trần nhà. Gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì nhìn vợ ra nông nỗi này ông nam dương đau thắt ruột gan im lặng thêm một hồi ông quay người ra lệnh cho quy và huấn dọn dẹp mấy thứ này mang hết ra ngoài từ bây giờ tất cả mọi người phải lưu ý cho tôi trong tầm nhìn của bà ấy không được để bất cứ vật dụng nào sắc nhọn nhớ chưa dạ vâng thưa ông chủ quy và huấn lầm lỗi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên nền nhà loài hoài hút bụi và khiêng chiếc bàn ra khỏi phòng. Vì sợ phu nhân leo trèo, có thể ngã bất cứ lúc nào. Bà Mai Phương lúc này, nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, để mặc cho nhã đang dùng khăn ấm để lau mặt và lau chân tay. Ông nằm giường đi đến bên giường, quan sát một lát, ông cất lời hỏi chị nhã. Hôm nay bà ấy ăn uống thế nào? Có ăn được gì không? Thuốc kê đơn của bác sĩ Có uống được chút gì không Dạ thưa ông Phu nhân chán nản không chịu ăn uống gì Chiều nay cháu dỗ rảnh Nên phu nhân ăn được một chút cháo Phu nhân không uống sữa Những món ăn tầm bổ cứ mang lên Là phu nhân hất đổ đi hết à Nếu như tình hình thế này cứ kéo dài thêm Cháu thấy không ổn tí nào Ánh mắt ông Nam Dương Như được phủ một lớp xương mờ Nhìn người vợ gầy yếu đang từng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác, người đàn ông ấy đau thấu tâm can nhưng không có cách gì để an ủi và động viên bà ấy vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nhà à này, bà ấy chỉ nghe lời cô thôi. Thời gian này cô vất vả nhiều, cố gắng chăm sóc phu nhân cho tốt. Ta tuyệt đối không để cho cô phải thiệt thòi. Dạ thưa ông chủ, đó là bổn phận mà cháu nên làm, giúp được gì cho phu nhân cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức chỉ là phu nhân còn trẻ cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp sự việc không may xảy đến như vậy nên không tránh được cú sốc này ừm thế nam phòng hôm nay có về không dạ thưa ông cậu chủ có gọi điện về hỏi thăm tình hình của bà hai ngày rồi cậu chủ chưa về qua nhà thế còn thiếu phu nhân thì sao thiếu phu nhân mang đồ đạc về bên nhà rồi thưa ông Thiếu phu nhân nói Ban ngày cô ấy phải đi làm Nghe bà chủ gào khóc Cô ấy không ngủ được Nên chuyển đi ạ à? Đúng là được cả hai vợ chồng Những lúc gia đình xảy ra chuyện Là thời điểm cần đến sự quan tâm của người thân nhất Nam Phong là con trai Tính cách lạnh lùng không biết quan tâm Còn có thể thông cảm được Hơn nữa nó còn bận rộn chuyện công ty Như Ngọc Thân là con dâu Thấy mẹ chồng đau ốm Lại bỏ đi cho rảnh nợ Giỏi giang gì thì không biết Việc nhà không giải quyết được thấu đáo Thì cũng coi như vô dụng Ông chủ à Chắc thiếu phu nhân bận quá thôi 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 Dỗ dành bà ấy ngủ sớm nhá Dạ vâng Bóng ông Nam Dương vừa đi khuất Bà Mai Phương chậm rãi cất lời Nhà à Dìu tôi đi vệ sinh Phu nhân cứ nằm đây Để cháu lấy cái bô cho phu nhân ngồi Tôi chưa mệt đến mức nằm liệt giường Nhã, dìu tôi vào nhà vệ sinh, nhanh lên." Dạ vâng ạ." À. Chị Nhã nhẹ nhàng dìu bà Phương vào nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống bồn cầu, gương mặt bà ấy bỗng nhăn lại, đưa hai tay lên ôm bụng và kêu lên. "Nhã ơi, nhã ơi, cứu tôi, tôi đau quá, tôi đau bụng quá." Lời bà Mai Phương vừa dứt, thì bồn cầu vọng đến tiếng nước chảy xối xả. Nhã không ngại mà chăm chú nhìn xuống, màu rất nhiều máu đang chảy ra từ cơ thể gầy yếu của bà. Phu nhân, phu nhân ơi! Chị Nhã sợ hãi bật khóc. Bà Mai Phương ôm chặt lấy cô. Sau một hồi nhăn nhó, máu cũng thôi chảy ra ngoài. Nhã nín thở giật nước bồn cầu và tỉ mỉ giúp bà vệ sinh lại một lượt. Lúc này bà Mai Phương hoàn toàn không còn chút sức lực nào để mặc cho Nhã tùy ý vệ sinh và bế mình ra giường nằm. Phu nhân ơi, Phu nhân nằm đây chờ cháu một chút Cháu đi lấy cháo cho phu nhân ăn nhé Ừ Bà Mai Phương không còn bài xích Đôi mắt của bà nhắm nghiền Cả cơ thể nằm bất động trên giường Và chờ đợi nhã đi ra ngoài Lát sau chị nhã xuất hiện Trên tay là bát cháo gà Và một số loại thuốc bổ cơ bản Nhã khéo léo bón từng miếng cháo cho bà Vì quá mệt Nên lúc này bà Mai Phương ngoan ngoãn ăn hết cháo Thuốc đâu? Thuốc đâu? Đưa đây cho tôi uống. Nghe bà chủ ra lệnh, chị Nhã còn mừng hơn mắt được vàng. Vội vàng đỡ bà chủ ngồi dậy và giúp bà uống thuốc. Phu nhân, người giỏi quá. Phu nhân ăn cháo uống thuốc. Ngày mai ngủ dậy, phu nhân sẽ thấy khỏe hơn. muộn rồi, tắt đèn đi ngủ đi. Tôi mệt rồi. Dạ vâng, phu nhân muốn ngủ để cháu tắt đèn nạ. À? Chị Nhã rời khỏi giường. Cô định nằm xuống góc nhà. Vị trí mà thường ngày cô vẫn hay nằm để canh chừng cho bà chủ yên tâm. Nhưng chưa được ba bước thì bà Mai Phương cất lời. "Nhã ơi, nằm lên đây với tôi." "Phu nhân, cháu to khỏe, chỉ sợ lúc ngủ say cháu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người. Cháu nằm dưới đây cũng được." "Tôi chưa ngủ được, nằm đây nói chuyện với tôi." "Nếu phu nhân muốn nói chuyện thì cháu ngồi đây hầu chuyện phu nhân cũng được." "Tôi bảo nằm xuống." Dạ vâng Không thể trái lệnh Chị nhã ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Theo lời của phu nhân Cô giúp việc ở nhà tôi Cũng gần chục năm rồi nhỉ Hiếm khi thấy cô về nhà Cô không nghĩ đến gia đình chồng con sao Bố mẹ cháu mất cả rồi Anh chị em đều yên bề ra thất Cháu về nhà cũng không biết làm gì Thế còn chồng con Cô không nghĩ đến chồng con à Dạ thưa phu nhân Cháu không được may mắn như người khác Năm 18 tuổi Cháu được người làng mai mối cho anh thờ hồ làng bên Cưới rồi ở với nhau một thời gian Mới phát hiện ra cháu không sinh nở được Chồng cháu lao vào cờ bạc nghiện hút Đi làm công trường Anh ấy gây mâu thuẫn Rồi đánh chết người Bây giờ đang còn ngồi tù quả à? Tội nghiệp Cảm ơn phu nhân đã quan tâm cháu nhiều lúc cháu thấy bản thân mình bất hạnh nhưng ngẫm lại nhìn ra ngoài kia còn nhiều người khổ cực hơn cháu gấp trăm gấp ngàn lần cháu quen rồi nên không cảm thấy làm sao đâu à nhiều lúc tôi khó tính tôi đập phá làm loạn làm khổ cho cô cô không giận tôi chứ dạ không thưa phu nhân cháu không giận cháu hiểu phu nhân vì đau buồn quá nên mới sinh ra chán nản tuyệt vọng đổi lại là cháu chắc là cháu cũng như vậy phu nhân chịu khó tẩm bồ này uống thuốc để cơ thể mình khỏe hơn điều khiến tôi cảm thấy đáng tiếc nhất bây giờ là gì cô có biết không là gì ạ à? tôi sắp gần đất xa trời nhưng lại chưa có cháu nội sống dõi nhà họ nam còn chưa có người nối dõi chắc cậu chủ và thiếu phu nhân muốn phát triển sự nghiệp nên kế hoạch đấy thưa phu nhân. Không phải. Bây giờ ngẫm lại, sau khi xảy ra nhiều chuyện, ta mới hiểu được rằng, Nam Phong là một đứa cực kỳ lạnh lùng cố chấp. Tôi cứ tưởng ngăn cản không cho nó được gần gũi với đứa con gái kia, nó sẽ từ bỏ nảy sinh tình cảm với Như Ngọc. Nhưng tôi đã lầm rồi. Tôi đã lầm rồi. Chị Nhã nghe phu nhân cứ ngập ngừng, chị cũng lên tiếng hỏi ngay thưa phu nhân phu nhân đã nhầm gì ạ à? rằng con trai của tôi nó chỉ đem lòng yêu duy nhất một người con gái có tên là hồng anh kia mà thôi hồng anh sao cháu nghe cái tên này rất quen đúng vậy trước đây cô gái đó là người duy nhất mà nam phong đưa về nhà nhưng vì hoàn cảnh xuất thân cũng như quá khứ đã từng làm việc ở sàn nhảy nên tôi đã ngăn chặn triệt để có lẽ vì điều này đến giờ nam phong vẫn còn hận tôi quyết tâm không quay lại với người con gái nào ngay cả với như ngọc nó cũng không mảy may chú ý bà mai phương cứ thì thầm to nhỏ chị nhã nằm bên cạnh vì quá mệt nên ngủ quên lúc nào không hay buổi sáng hôm sau ở khuôn viên trong một căn biệt thự ngồi dưới gốc cây cổ thụ Bà Mai Phương thư thái nhắm mắt và hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Gió đưa lại hương thơm của các loại hoa trong vườn, xa xa vọng đến tiếng chim hót véo von. Từ khe suối nhân tạo, tiếng nước chảy róc rách, đàn cá coi đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội dưới làn nước trong veo. Thưa phu nhân, bữa sáng của phu nhân cháu chuẩn bị xong rồi. Phu nhân ăn một chút rồi uống thuốc cho đúng giờ à? Sau một đêm, chị Nhã cảm thấy... Tâm tình của bà chủ khác hẳn Dường như bà ấy dần dần trở về phong thái quyền lực Như vốn có trước đây Dẫu cơ thể đã gầy yếu đi rất nhiều Nhưng nét mặt cương nghị Cùng với ánh nhìn trầm tư Cho chị Nhã thấy rằng Bà ấy không còn có vẻ gì Là muốn làm loạn thêm nữa mang ra đây Không khí ở ngoài này trong lành Tôi muốn ăn sáng ở ngoài này Dạ vâng, phu nhân chờ cháu một chút Chị Nhã quay người đi về phía nhà bếp. Lát sau chị quay ra. Trên cái tay là một khay hình vuông, một bát cháo nóng hổi, một bình trà, một ly sứ cao cấp và một ly nước lọc. Phu nhân, để cháu bón cháo cho phu nhân nhé. Không cần đâu. Tự tôi làm được việc này. Cô cứ vào trong đi. Khi nào tôi cần, tôi sẽ gọi. Vậy phu nhân ăn uống xong, khi ấy cháu mới yên tâm đi vào trong à? Chị lại muốn giám sát tôi sao? Dạ, Cháu không dám Cứ đi vào trong Tôi chưa muốn chết Chắc chắn là tôi ăn và uống thuốc đúng giờ Dạ Con chúc phu nhân ăn ngon miệng Chị Nhã quay người bước đi Bà Mai Phương nhìn theo bóng lưng của cô Rồi lặng lẽ ăn sáng Nghĩ lại những lúc quậy phá ồn ào Đêm ngày gào khóc Chỉ có Nhã vẫn kiên nhẫn ở bên Dịu dàng chăm lo từng chút một Bà Mai Phương bỗng cảm thấy quý Nhã nhiều hơn Đang chăm chú ăn sáng thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Alo tôi nghe. Thưa phu nhân, chuyện về cô Như Ngọc tôi đã điều tra được rồi. Nói tóm tắt đi xem nào. Dạ vâng, nửa năm trở lại đây, cô Như Ngọc thường xuyên qua lại với ba người đàn ông. Một người là con trai của tập đoàn Vim, một người là đối tác của Nam Kinh, người còn lại chính là bạn trai cũ của cô ấy. Từng đi du học bên Úc, bây giờ về Việt Nam, mở công ty về bất động sản. Thu thập chứng cứ, cho rõ ràng vào. Dạ vâng, người của tôi đã cho người theo sát cô ấy gần như 24 trên 24. Nên những thông tin trên là chính xác tuyệt đối ạ. À? <laughs> Đúng là cô ta không đơn giản, như tôi vẫn nghĩ. Chuyện này bây giờ nên làm gì tiếp theo thưa phu nhân? Không cần phải làm gì, cứ để cho cô ta mặc sức tung hoành đi. Nếu như chuyện này lộ ra, không phải là mọi người sẽ cười nhạo thiếu ra sao? Trên danh nghĩa thì cô ta là vợ của Nam Phong, nhưng về mặt pháp lý Hai đứa nó chưa đăng ký vào tờ đăng ký kết hôn Ngày đó Nam Phong nhất định không chịu thỏa hiệp Nói đến đây bà Mai Phương ngầm thừa nhận rằng Nam Phong đúng là có mắt nhìn người Dạ vâng tôi hiểu Thưa phu nhân Đầu giờ chiều Chị Nhã thấy bà Mai Phương không ngủ Mà nhàn nhã ngồi bên ban công nghe bản tin kinh doanh Cô đánh bạo bưng lên một ly nước màu đục Và nhẹ nhàng cất lời Thưa phu nhân, Phu nhân uống thử nước này có được không ạ? À? Nước gì thế? Dạ đây là một bài thuốc nam, ngày trước ở quê cháu biết một ông thầy chuyên bốc thuốc chữa bệnh. Ông thầy đấy rất nổi tiếng, nhiều bệnh nan y khó chữa, bệnh viện trả về, nhưng khi được thầy bốc thuốc, về chị uống một thời gian thì bệnh tình tiến triển rõ rệt. Những vị thuốc nam tuy hơi khó uống, nhưng nó lành tính, không hại người như sử dụng thuốc Tây y. Cháu nhờ người mua mấy thang về sắc thử cho phu nhân uống hy vọng sức khỏe của phu nhân khá hơn tôi có phải là bố mẹ của cô đâu tại sao cô lại đối xử với tôi tốt như vậy là việc cháu nên làm phu nhân uống thử một chút khi nãy cháu đã thử rồi không khó uống lắm đâu ạ à? là thuốc gì nguyên liệu chính là trinh nữ hoàng cung thưa phu nhân vậy được để tôi uống thử xem sao nói đoạn bà mai phương nhận lấy ly nước màu đục và chậm rãi nhấp môi Thoáng chút nhăn mặt Thực sự là rất khó uống Nhưng mà nghĩ đến tấm lòng của chị Nhã Bà Mai Phương cố gắng uống cạn Nếu như sức khỏe của tôi khá hơn Tất cả là nhờ sự tận tình của cô Nhã Tôi uống xong rồi Cô về nghỉ ngơi một chút đi Đêm qua cô vất vả vì tôi rất nhiều Dạ vâng, cháu xin phép Trên con đường khúc khỉu và gập gành sỏi đá Chiếc xe hơi đen bóng lầm lũi tiến về phía trước Tiết trời ngày xuân thật đẹp Hai bên đường là những dãy núi cao trùng điệp Cỏ cây xanh mướt Mặt trời đã lên cao Nhưng dưới thung lũng bóng mát vẫn rộng ngập Bởi độ che phủ của những vách núi Vệ sĩ Trung ngồi dưới ghế lái thi thoảng anh ta cúi xuống Và nhìn bản đồ chỉ dẫn trên màn hình xe hơi Dạ thưa phu nhân Càng đi sâu vào đây đường càng khó đi Cát sỏi và những vết lằn của bánh xe thổ trên đường rất khó để chúng ta lưu thông bằng xe ô tô khó đi thì đi chậm một chút dù sao ta cũng không bận gì cứ thông thả mà đi bà Mai Phương bình tĩnh đáp nói đoạn bà quay sang nhìn Nhã đang ngả người dựa vào cửa kính xe gương mặt nhăn nhó vì say xe Nhã say xe lắm có phải không dạ vâng phu nhân cháu hơi chóng mặt nên nhắm mắt ngủ một chút đã à? buồn nôn thì phải nói nhá dạ vâng nhưng mà sau đường về nhà cô lại khó đi như vậy. Quê cháu ở miền núi mà đường như thế này là còn đẹp chán đi à? Ngày xưa mỗi lần cháu đi học mà gặp ngày mưa, quần sắn tới bẹn nhưng mà bùn đất ấy lại bắn lên tận ốc. Đường xa đi lại khó khăn như thế này. Mỗi khi mà có bệnh tật đau ốm, cô muốn đến bệnh viện thì cô phải làm sao? Bà con trong bàn người ta toàn dùng thuốc nam, à mà ở đây xa xôi hẻo lánh, nhiều phong tục tập quán và hồ tục rất là hậu có bệnh thì người ta dùng thuốc nam để chữa trị bệnh qua loa thì không có vấn đề nhưng mà nếu mắc phải bệnh nghiêm trọng thuốc không chữa được người ta đổ lỗi cho con ma rừng và mời thầy mo về cúng à cô nhã có biết bắt ma không dạ không thưa anh em mà biết mắt ma thì bây giờ em làm thầy mo rồi chung vệ sĩ nghe nhã nói như vậy cũng xen vang vào câu chuyện cho thêm phần rôm giả bà mai phương lúc này lại hỏi nhã từ đây về đến nhà cô còn xa nữa không? Dạ thưa phu nhân, đường về nhà cháu còn xa lắm, bên kia dãy núi cơ. Còn đường đến nhà thầy lang thì sắp tới rồi. Đi qua đoạn dốc này, qua con suối trước mặt là tới. Vậy thì sắp đến rồi. Nếu mà còn đi thêm, chỉ sợ đến tối lại không đến nơi. Phu nhân có mệt không ạ? À? Không sao, ta chịu được. Phu nhân phải cố gắng, đồ ăn cháu chuẩn bị rất nhiều và ủ nóng cẩn thận. Phu nhân thấy đói bụng, thì người cứ nói với cháu đi ra ngoài thế này ta thấy dễ chịu hơn nhiều ngắm thiên nhiên cỏ cây nơi này tuy có chút hoang vắng nhưng không khí lại rất trong lành đi vào bàn có bắt được vợ không nhỉ cô nhã ơi trung vệ sĩ lại đùa ghèo anh trung anh có hứng thú với gái bàn từ khi nào thế non nước hữu tình thế này đột nhiên nổi hứng thôi nghe nói mấy cô gái hay tắm nước suối nên da rẻ mịn màng và trắng trẻo lắm Có đúng không? Ôi dạo ơi, đấy là anh xem trên TV thôi Người ta quay phim làm phóng sự Toàn chọn mấy cô xinh xắn Lên cho bắt mắt Anh nghĩ đi, chị em phụ nữ quanh năm suốt tháng Lam lũ trên nương, trên dãy Nắng cháy da cháy thịt Thì có thể trắng trẻo, mịn màng được không? Trung vệ sĩ và Nhã Hai người cứ huyên thuyên qua lại Xe đi qua còn dốc sẽ vào lối mòn êm ái hơn và tiến thẳng vào bàn. Lang Y trần dần. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Mai và Lâm được thầy phân công vào rừng tìm thuốc. Hồng Anh vì vướng bận Harry nên ở nhà chăm con. Tranh thủ lúc cu cậu ngủ, cô đi sang nhà kho và phân loại các loại thuốc. Thầy dần ngồi trước tủ thuốc, tay cầm cuốn sách toàn là chữ nho và chậm rãi ngâm cứu. Tủ thuốc đã cũ, từng ngăn nhỏ được phân loại ra những vị thuốc khác nhau. Hương thơm của các vị thuốc nhàn nhạt, nhạt, thầy dần thông thả thưởng thức ly trà xanh mà mỗi ngày đệ tử lên núi hái thuốc và đem về. Nước trà trong xanh, thơm mát, nhấp môi một ngụm, thầy dần cảm thấy vị thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi và nhanh chóng kích thích đến từng tế bào thần kinh. Cực kỳ khoan khoái và tỉnh táo, lá trà này mọc của trên núi cao, hứng trọn những giọt sương đêm và những tia nắng mặt trời, thật sự là hào hạng thầy dần đang ngâm cứu sách nho thì hồng anh từ dưới nhà đi lên trên tay ấm theo harry vừa nhìn thấy thầy harry thích thú khua chân tay và đòi thầy bế cho bằng được thầy ơi thầy phiền thầy trông harry giúp con một lát có được không ạ à? bận cái gì à bận thì để đấy thầy trông cu cậu cho harry lại đây chơi với ông nhá mẹ hồng anh lại bận chút việc có được không nào a à, a à. Harry bì bô những tiếng a à a à cực kỳ dễ thương hai bàn tay búp măng bộ bẫm cứ như vậy đưa vào miệng và gặm nhấm đầy thích thú ngồi trong lòng thầy dần Harry co dãy không ngừng chân tay khua dãy đạp mạnh khiến cho thầy mệt bờ hơi tai a chà chà hư quá ông mệt lắm rồi đây này con mà còn dãy thế này hai ông cháu ngã xuống đất đấy ông mà ngã xuống ông bị đau không có ai bốc thuốc chữa bệnh không có ai bế con nữa đâu Nghe ông mắng như vậy, Harry bĩu môi, ánh mắt long lanh như muốn khóc. Cô cậu ngồi im ngả người vào lòng ông và nhìn chăm chú như muốn lấy lòng của thầy dần. Nhìn biểu hiện cực kỳ đáng yêu này, thầy dần không nhịn được mà bật cười sảng khoái. <cười> ông chỉ đùa thôi, Harry của ông rất ngoan, ông yêu còn không hết, làm sao có thể giận con được. Ngoan không khóc nhè, ông thương Harry nhất, thương Harry hơn bác Mai này, hơn cả bác Lâm, và hơn cả mẹ hồng anh không hiểu cu cậu có hiểu lời thầy nói không nhưng ngay sau đó cu cậu lại cười toe toét đôi mắt tròn xe đen láy chăm chú nhìn thầy dần có vẻ phấn khích ôi dào ơi harry lại tẻ dầm ra người ông thế này ôi trời đất ơi mẹ hồng anh đâu rồi ông chả này harry nó tẻ dầm ướt hết người ông rồi hử ừ, quá đi thôi thầy dần giật mình khi thứ nước nóng hồi từ người cu cậu chảy ra và ngấm hết lên người. Harry thấy ông nói to nên sợ hãi. Cu cậu nhăn mặt và bắt đầu khóc ăn vạ. Đúng lúc này từ ngoài cổng bước vào là hai người phụ nữ và một người đàn ông. Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, mắt kính đen, thần thái toát lên vẻ lạnh lùng. Hai người phụ nữ một già một trẻ, người phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc sang trọng, tài đeo kim cương lấp lánh. Đi bên cạnh là người phụ nữ ngoài 30 tuổi, ăn mặc giản dị, Thoạt nhìn vào ngoại hình thì cảm thấy người phụ nữ tuổi trung niên là chủ, còn hai người kia chính là đầy tớ. Thầy dần thấy có khách vào, nên luống cuống hết cả chân cả tay. Harry thì không ngừng khóc, quần áo thì ướt hết. Thầy cất lời gọi to. Mẹ Harry đâu rồi? Lên bế con đây này. Ông bận rồi nhà có khách, nhanh cái chân lên nào. Dạ chào thầy ạ. À. Người phụ nữ tuổi trung niên, nhẹ nhàng tháo kính mắt, và nghiêng mình kính cẩn trước thầy lang người đàn ông mặc đồ đen cũng tháo kính còn người phụ nữ trẻ hơn cũng cúi đầu lễ phép chào hỏi à vâng mời anh chị ngồi harry ngồi trong lòng thầy nhìn thấy người lạ cô cậu im bặt không khóc nữa đôi mắt tròn xoe cứ như vậy nhìn chăm chú vào mấy vị khách lạ mặt nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên dù là lần gặp mặt đầu tiên nhưng không hiểu sao harry lại có cảm giác quen thuộc Cô cậu e à rõ nhiều. Không những vậy, hai cánh tay bù bẫm cứ dơ lên phía trước và đòi người phụ nữ ấy bế mình. Nhìn Harry, một cậu bé chừng 8 tháng tuổi, gương mặt sáng ngời, đôi mắt phượng tròn xoe, dưới hàng lông mày sắc bén, sống mũi cao và cái miệng cực kỳ xinh xắn. Trong thoáng chốc, người phụ nữ trung niên ấy cảm thấy động lòng. Nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy, ước gì bà cũng có một đứa cháu như thế. Xin lỗi anh chị, mẹ nó bận chút việc nên nhờ tôi trông hộ. Nhà có trẻ con nên mệt lắm. Anh chị ngồi đây chờ tôi một lát có được không? Thầy dần cười cười và nói với khách, Harry vẫn không ngừng e a à. nhìn cô cậu đáng yêu quá, người phụ nữ trung tuổi mới muốn được ấm một chút nên mạnh dạn cất lời. Dạ thưa thầy, trộm vía, cháu bé bụ bẫm đáng yêu quá. Thầy cho tôi xin được bế cháu một lát có được không ạ? À? Người phụ nữ trẻ tuổi hơn Đứng ở phía sau Nghe như vậy thì vội vàng lên tiếng Kìa, phu nhân Sức khỏe của người không tốt Đứa trẻ đó trộm vía bụ vẫm Cần nặng chắc không nhỏ Người đi đường dài đã mệt rồi Không nên ấm trẻ con Nhìn phong thái sang trọng của người phụ nữ Thầy dần ái ngại Xin lỗi chị Thằng bé nó hiếu động Nó vừa tè bậy ra người tôi Người phụ nữ trung niên mỉm cười rồi quay sang nói với người đứng bên cạnh nhà này cởi chiếc quần ướt của cậu bé ra đi lấy chiếc khăn này của ta quấn vào rồi bế đến đây cho ta nhìn thằng bé đáng yêu quá có vẻ như nó cũng rất thích ta dạ thưa phu nhân sao có thể làm vậy được em bé vừa mới thẻ bậy cần phải vệ sinh sạch sẽ và mặc đồ mới cứ thế quấn khăn của phu nhân là bị bẩn đấy à không được nói bậy Bà Mai Phương trừng mắt nhắc nhở nhã. Thầy dần lúc này cũng nhanh miệng nói thêm. Đúng rồi đấy, cô ấy nói đúng. Thằng bé vừa mới tẻ bậy, không nên quấn khăn của phu nhân. Chỉ là một chiếc khăn thôi mà, ta nói, thì phải nghe lời chứ. Bà Mai Phương nghiêm giọng nói với chị Nhã, ánh mắt chiều mến nhìn em bé trong tay của thầy lang chan chứa sự khao khát, được ấm bồng. Chị Nhã nghe lời, Đón Harry từ vòng tay của thầy lang Nhanh chóng cởi chiếc quần ướt trên người của cu cậu xuống Thân hình bố bẫm nước da trắng hồng Thật sự khiến cho bà Mai Phương ngạc nhiên Không hiểu sao giữa chốn vùng quê xa xôi hẻo lánh này Lại có một em bé xinh xắn và đáng yêu đến như vậy Bố mẹ của em bé chắc hẳn phải rất xinh Bà Mai Phương thầm nghĩ như vậy Nhận lúc có người bế Harry Thầy dần chạy vội vào bên trong để thay bộ đồ khác Rồi ra tiếp khách Trái với mọi khi Mỗi lần thấy người lạ Cô cậu sẽ khóc ầm lên đòi mẹ Nhưng lạ thay Ngồi trong vòng tay của nhã Cô cậu hớn hở quẫy đạp chân tay Cái miệng xinh xắn thì bi bô không ngừng Nhã Đưa em bé cho ta Thưa phu nhân em bé rất nặng Chỉ sợ phu nhân không ôm nổi Thằng bé dãy khỏe lắm mà Chiếc khăn màu bé quấn xung quanh Vòng ba nhạy cảm của Harry Cô cậu không hiểu gì Cứ như vậy đưa tay lên trước mặt đòi bà Mai Phương bế. Để bà bế em một lát nhá, yêu quá, con của ai mà lại xinh xắn, đáng yêu thế này cơ chứ. Bà Mai Phương dứt khoát đón lấy Harry từ tay của nhã, ngồi vào trong lòng của bà, Harry ngây ngô, đưa tay chạm lên mặt, sờ vào bờ môi đỏ mọng và bật cười giòn tan. Thầy dần từ bên trong bước ra, nhìn thấy cô cậu thích thú sờ mặt khách, thầy lại vui vẻ lên tiếng. Thằng bé mới được hơn 8 tháng tuổi Mẹ nó bận việc nên nhờ tôi trông hộ Phiền các anh các chị quá Em bé đáng yêu quá thầy à Da trắng như trứng gà bóc Bố mẹ của cháu Chắc là cũng rất xinh gái đẹp trai Có phải không thầy Bà Mai Phương cưng nượng Harry Và lên tiếng nhận xét Đúng lúc này Hồng Anh ở bên nhà kho chạy sang Không biết trong nhà có khách Nên cô cứ như vậy Đi thẳng vào trong nhà Harry ơi, Harry của mẹ đâu rồi? Mẹ xong việc rồi này. Harry có phá ông đọc sách không đấy? Nói xong câu đó, Hồng Anh chợt sững người. Vì sự xuất hiện của ba vị khách lạ mặt, Harry đang ngồi trong lòng người phụ nữ ấy. Trải qua một thời gian khá dài chưa gặp mặt, trước mặt cô bây giờ là một thân hình gầy yếu, gương mặt nhăn nheo, hốc mắt trũng sâu thâm cuồng. Nhưng Hồng Anh vẫn nhận ra người phụ nữ ấy. Bà ấy chính là mẹ của Nam Phong Tại sao Bà ta lại xuất hiện ở đây Tại sao bà ta lại bế Harry của cô Trong lúc hoảng loạn Hồng Anh thầm suy nghĩ Cô đã cố gắng trốn thật xa khỏi tầm mắt của họ Không liên lạc không chút thông tin Lẽ nào có ai đó Đã lén thông báo với họ Là chị Mai sao Không lẽ chị ấy thấy cô chăm con cực quá Nên bí mật thông báo cho mẹ Nam Phong biết ư Và bây giờ bà ta đến đây để đòi con của cô sao? Không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Harry là của cô. Không cho phép bất cứ ai được đem cu cậu rời khỏi nơi này. Không riêng gì Hồng Anh, bà Mai Phương lúc này cũng cực kỳ sừng sốt. Cô gái trước mặt, trong bộ đồ màu nâu giản dị, mái tóc buộc gọn phía sau gáy. Cơ mà gương mặt xinh đẹp ấy, thật sự không thể nào lẫn đi đâu được. Nét đẹp của Hồng Anh quả thực lay động lòng người. Nhìn Hồng Anh một lượt Bà Mai Phương cúi đầu và nhìn Harry Cô cậu Là con trai của Hồng Anh sao Hồng Anh không nghĩ được gì thêm Cô không chào hỏi Mà chạy thẳng đến ôm Harry vào lòng Nhận ra mẹ Harry rụi đầu vào ngực và đòi ti Cậu nũng nỉu ê a giọng hờn rỗi Thầy dần không phát hiện ra điều gì bất thường Nhìn thấy Hồng Anh Ông nhẹ nhàng nhắc nhở Còn bé cháu qua nhà bên kia thầy đang có khách. Dạ vâng ạ. À. Hồng Anh đáp lời như người mất hồn, bế con xuống căn nhỏ ở ghế bên, cô ngồi vào phòng mà trong đầu ngập tràn những câu hỏi không biết phải giải đáp như thế nào. Harry vẫn say sưa ti mẹ, thi thoảng cô cậu đưa tay lên sờ mặt mẹ rồi ê a cười thích thú. Lúc này Hồng Anh mới chú ý đến Harry, cô cậu không mặc quần mà quấn tạm chiếc khăn, người mùi thơm cùng với chất liệu vải đắt tiền. Cô biết đó chính là khăn của bà mai phương cô vẫn chưa thể nào hiểu được tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây giờ này khoảnh khắc mà hồng anh bế con đi khỏi bà mai phương ngồi đó chưa hết bàng hoàng cô gái ấy tại sao lại xuất hiện ở đây thời gian dần trôi nhưng người con gái ấy dường như càng ngày càng nhuận sắc nét đẹp mặn mà quyến rũ ánh nhìn ngây thơ không thể nào lẫn đi đâu được xin hỏi quý phu nhân đến đây là muốn bốc thuốc hay là có chuyện gì đang miên man suy nghĩ thì thầy dần cất lời bà mai phương vội nói dạ vâng vâng thực là không dám giấu tôi bị ung thư cổ tử cung chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm nghe người ta giới thiệu danh tính của thầy tôi mạnh dạn đến đây mong thầy tư vấn và bốc thuốc điều trị cho tôi Nói đoạn bà Mai Phương quay sang ra hiệu cho Trung vệ sĩ. Trung lấy từ trong chiếc cặp sách ra những giấy tờ, hồ sơ bệnh án của bà Mai Phương đặt lên trước mặt thầy dần. Thầy dần lặng lẽ lật từng trang giấy và đọc. Sau khi xem qua một lượt, thầy nhấp môi một ngụm trà xanh và thong thả nói. Ở nữ giới, ung thư cổ tử cung chỉ xếp sau ung thư vú về mức độ nguy hiểm. Thực tế, bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn ảnh hưởng đến đời sống, tâm sinh lý, cuộc sống gia đình của nhiều người phụ nữ. Tương tự như những dạng ung thư khác, ung thư cổ tử cung được chia làm 3 giai đoạn chính, trong đó có khoảng 1% bệnh nhân ở giai đoạn 2, tiến triển thành ung thư di căn và bắt đầu giai đoạn điều trị phức tạp. Ung thư cổ tử cung nguy hiểm là khi các tế bào u ác tính bắt đầu xâm lấn sang các cái bộ phận khác của cơ thể. Đây gọi là hiện tượng di căn khi các tế bào ác tính bắt đầu di chuyển đến bàng quang trực tràng ở bất kỳ cơ quan nào mà các tế bào này di căn đều có thể phát triển thành khối u ung thư thực tế cho đến nay chưa có công nhận về hình thức điều trị ung thư cổ tử cung dứt điểm sử dụng thuốc tây hay hóa trị xạ trị đều chỉ mang tính tạm thời dạ vâng thưa thầy thầy xem qua bệnh án chắc thầy cũng rõ bệnh tình của tôi từ ngày biết mình mắc phải căn bệnh quái ác, tôi xa suốt tinh thần. Thời gian đầu bị sốc tới mức không ăn, không ngủ được. Thể lực thì suy giảm. Sau mỗi lần thực hiện hóa trị xạ trị, trực tràng bị ảnh hưởng. Thậm chí, máu vẫn chảy nhiều hơn. Hiện nay, phương pháp điều trị ung thư cổ tử cung bằng thuốc nam đang được nhiều người bệnh quan tâm. Thứ nhất, đây là một hình thức điều trị ít tốn kém hơn nữa là phương pháp này cũng hạn chế được những tác dụng phụ như là tình trạng thuốc thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc bệnh lâu năm sử dụng thuốc nam cũng tương đối phù hợp với những bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu ở giai đoạn này các tế bào ung thư mới chỉ phát triển ở cổ tử cung và chưa xâm lấn sang các phần khác do vậy những phương pháp điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung trong giai đoạn này bao gồm cả thuốc nam đều mang lại hiệu quả rất cao Đối với từng bệnh nhân sẽ có khả năng tiếp nhận thuốc khác nhau, vì vậy không có câu trả lời tuyệt đối chính xác cho câu hỏi điều trị ung thư cổ tử cung bằng thuốc nam có hiệu quả hay không. Cho đến nay các bài thuốc nam chữa ung thư nói chung và ung thư cổ tử cung nói riêng đều chưa được y học công nhận. Tuy nhiên, có nhiều bệnh nhân thừa nhận phương pháp điều trị này mang lại những thay đổi tích cực. Trên hết, thuốc nam có tác dụng thanh lọc độc tố Giúp cơ thể bài tiết liên tục, điều này giúp cơ thể loại trừ những tế bào xấu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Từ đó những tế bào mới được sinh sản, khỏe mạnh hơn, đẩy lùi các tế bào ung thư hình thành. Bà Mai Phương chăm chú lắng nghe, lát sau bà chậm rãi lên tiếng. Các cụ xưa có câu, có bệnh thì vái tứ phương, con người ta ai cũng ham sống sợ chết. Sau khi áp dụng những phương pháp điều trị bằng Tây y tân tiến, hiện đại nhưng không có hiệu quả nên tôi muốn được chữa trị bằng thuốc nam nữa thầy ạ à. hy vọng là có phép màu xảy đến phu nhân vất vả lặn lội đường xá xa xôi đến đây tôi cũng hiểu được rồi hôm nay tôi kê cho phu nhân 10 thang thuốc về dùng thử hết 10 thang thuốc mà bệnh tình chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực thì tôi lại kê thêm nhưng mà tôi vẫn nhấn mạnh mỗi bệnh nhân sẽ có khả năng tiếp nhận thuốc khác nhau nên tôi không thể nào khẳng định được tuyệt đối là thuốc nam có hiệu quả hay không. Điều quan trọng nhất đi, vẫn là bản thân phu nhân nên giữ cho mình tâm lý thoải mái, lạc quan. Đôi khi con người ta luôn giữ cho mình tâm lý sợ sệt, thì mới nhanh bị suy sụp đấy, phu nhân à. Thầy dần đứng dậy và tỉ mỉ bốc thuốc. Lát sau ở ngoài cổng, vọng vào âm thanh ồn ào của Mai và Lâm. Hai người họ lên núi hái thuốc và trở về. Thay trong nhà kho khách Lâm và Mai đi thẳng xuống nhà kho Đi cờ buổi Bởi vì nhớ Harry Nên Lâm nhanh tay tháo gùi Và chạy thẳng vào căn nhà nhỏ kế bên ồn ào lên tiếng Harry của bác dậy chưa ấy nhỉ Vừa bước vào nhà Thấy Harry ngồi trên giường Đoàn loay hoay nghịch mấy đồ chơi xúc sắc Hồng Anh ngồi bên cạnh như người mất hồn Lâm tò mò hỏi Hồng Anh Này này Em làm sao thế Dạ Em không sao Mấy vị khách trên nhà Đã về chưa anh Chưa Còn đang ngồi trong nhà chờ thầy bốc thuốc Hôm nay thầy có khách xịn nhỉ Anh thấy chiếc xe hơi đậu ngoài cổng Nhìn sang trọng lắm Mấy người kia Trông có vẻ giàu có Harry ơi Đến đây bác Lâm bế con nào Harry nhìn Lâm liền cười toe toét Cu cậu cúi đầu và không ngừng à à Harry giỏi quá Bác Lâm chào Harry nhá Đến đây với bác nào Harry nhanh chóng bỏ lại phía lâm Ánh mắt tròn xoay như chờ đợi được bác bế ra ngoài Ngắm trời ngắm đất Em bận cái gì thì làm đi Để đấy, anh trông Harry giúp cho Lâm bế Harry ra ngoài Để mặc hồng anh ngồi đó thẫn thờ Với những suy nghĩ không tên Harry, đây là hoa hồng nhá Hoa hồng đỏ thắm nhìn xinh chưa này Còn đây, đây là hoa sứ Bên này là vạn tuế Vạn tuế của thầy Harry có thích không nào? Lâm bế Harry đi dạo trước sân và ngắm mảnh vườn của thầy dần. Nghe giọng nói, bà Mai Phương tò mò quay đầu ra nhìn. Một người đàn ông cao lớn, làn da ngăm đen, rắn giỏi. Nhìn anh ta và em bé trong tay hoàn toàn đối lập. Em bé bụ bấm, da dẻ trắng sáng. Người đàn ông kia nước da tối màu, đường nét trên khuôn mặt của cả hai cũng không hề giống nhau. Hai người họ là bố con ư? Đứa trẻ ấy là con của Hồng Anh sao? Vậy không lẽ hồng anh là vợ của người đàn ông ấy qua đỗi tò mò trong lúc chờ thầy lang bốc thuốc bà mai phương lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài sân trước khi đi bà không quên dặn trung vệ sĩ và nhã hai người ở trong này chờ tôi dạ vâng thưa phu nhân bà mai phương bước ra ngoài sân đến gần nơi mà lâm đang đứng bà vui vẻ cất lời hai bố con nói chuyện gì mà vui vẻ thế Em bé đáng yêu quá Cho bà bế em một lát có được không Lâm nghe giọng nói là Liền quay người lại và cúi đầu chào lễ phép Bà ấy nghĩ anh là bố của Harry sao Dẫu chỉ là sự hiểu lầm Nhưng Lâm lại cảm thấy rất vui Nếu như được làm bố của Harry Được làm người đàn ông của Hồng Anh Thì đó là điều mà anh luôn luôn ao ước Lâm thực sự rất yêu mến Harry Anh siêu lòng trước vẻ đẹp mặn mà Cùng với tính cách dễ mến của Hồng Anh Harry chào bà đi con. Harry nói ạ à đi nào. Vừa nói Lâm vừa cúi người để Harry bắt trước. Nhìn thấy bà Mai Phương, cô cậu nhanh chóng cúi đầu và không ngừng ạ à ạ. À. Trộm vía em giỏi quá. Em biết ạ à rồi sao? Em qua đây, bà bế em một lát nào. Thằng bé hay dãy đạp lắm thưa bà. Không sao đâu. Ánh mắt của bà Mai Phương chiều mến nhìn cu cậu. Lâm không nỡ từ chối liền đặt Harry vào tay người đàn bà ấy. Lúc này nhìn Harry với người phụ nữ lạ mặt, Lâm lại cảm thấy có chút gì đó rông rống. Nước da trắng hồng của hai bà cháu, thêm nữa là nụ cười. Người đàn bà này tuy nhiều tuổi, nhưng nhan sắc không thể nào coi thường được. Từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng thanh tú. Thoạt nhìn, ai cũng đầy sinh suy nghĩ. Họ chính là hai bà cháu. Bà Mai Phương ôm Harry đi đi lại lại trong sân. Khi đứng trước giàn hoa ti thấy Harry quay người đưa tay đến định ngắt hoa. Bà thấy phía đôi tay trái của Harry có một nốt ruồi son, vị trí giống Nam Phong đến 99%. Bà Mai Phương lặng người. Đó là một nốt ruồi rất hiếm gặp. Thuở xưa khi Nam Phong còn bé, có một thầy xem tướng nói rằng người sở hữu nốt ruồi như vậy tương lai sau này rất tài giỏi và bản lĩnh. Anh Lâm ơi, anh bế Harry vào đây giúp em có được không? Đúng lúc này giọng nói của Hồng Anh từ trong nhà vọng ra. Bà Mai Phương tranh thủ ngắm Harry và trong đầu không ngừng đưa ra những suy luận. Ánh mắt này, đôi môi xinh xắn này, gương mặt toát lên khí chất hơn người này. Có thể nào là con của anh chàng có nước da rám nắng kia được không? Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong tâm trí. Có khi nào... Đứa bé này là con của Nam Phong cùng với cô gái kia. Ngày đó vì bà ngăn cản nên cô ấy mới chủ động rời đi. Trời đất ơi, thật không thể nào tin được. Dạ thưa bà, bà cho cháu xin em bé. Mẹ cháu gọi vào cho cháu ăn bột. Lâm nhẹ nhàng nói với bà Mai Phương. Lúc này hai tay của bà vẫn ôm chặt lấy Harry. Trong đầu có ngàn mối suy nghĩ, đang dối như tơ vò. Bà nhất định phải điều tra ra chuyện này Em bé đáng yêu quá Gửi cho cậu nhé Trả Harry lại cho Lâm Bà Mai Phương nhìn cô cậu có vẻ tiếc nuối nhân lúc Lâm chưa quay người bước đi Bà Mai Phương vờ kêu lên Ôi ôi Có con còn mũi Nó định cắn em rồi này Để bà bắt mũi cho con nhé Nói đoạn bà Mai Phương vờ như khua tay xung quanh Cùng với đó nhanh như cắt Bà dùng tay bứt mấy ngọn thóc mềm mượt của cô cậu và giấu nhẹm trong lòng bàn tay. Đầu giờ chiều, khi ánh nắng mặt trời gắt gao, chiếu dọi ngập tràn qua thung lũng rộng lớn, chiếc xe bóng loáng sang trọng của bà Mai Phương chậm rãi lăn bánh rời khỏi nhà lang y trần dần. Ngồi cạnh ghê lái, đôi mắt trầm tư, khuất lấp sau cặp kính dâm tối màu, bà Mai Phương mở điện thoại và gọi cho ai đó. Cậu điều tra cho tôi về lý lịch, cũng như thông tin của người trong ngôi nhà của gia đình lang y trần dần đặc biệt là cô nàng tên là hồng anh và đứa con của cô ấy dạ vâng thưa phu nhân sau nói phục tùng mệnh lệnh vọng lại từ bên kia đầu dây bà mai phương không nói gì thêm lặng lẽ tắt điện thoại và chăm chú nhìn đường ngồi phía sau không giấu được sự tò mò chị nhã đánh bảo cất lời hỏi han dạ thưa phu nhân Người có cảm thấy mẹ con của em bé trong nhà thầy lang Nhìn rất quen không ạ? À? Ý của cô là gì? Xin lỗi phu nhân cháu hơi nhiều chuyện Nhưng sự thật là cháu cảm thấy Mẹ của em bé đó rất giống Giống đến 95% ngoại hình Của một cô gái Dạo trước ý, Nam Phong đã đưa về biệt thự Nam Kinh Vì sao cô lại khẳng định như vậy? Dạ thưa phu nhân Cậu chủ Nam Phong Không bao giờ đưa cô gái nào về nhà Hơn nữa cô gái này có ánh mắt rất đặc biệt. Không nói đến vẻ bề ngoài ưa nhìn, dù là một năm hai năm hoặc là nhiều năm, nếu như gặp lại, cháu vẫn nhận ra được à? Nghe chị nhà phân tích, bà Mai Phương im lặng không đáp. Quả đúng như vậy, cô gái tên Hồng Anh đó không có ưu điểm gì nổi trội, nhưng bù lại, nhan sắc của cô thực sự xứng đáng, được xếp vào hạng mục không thể nào coi thường. Sống ở một nơi xa xôi hèo lánh, cuộc sống dân dã quê mùa nhưng nhan sắc ấy không hề phai mờ theo thời gian ngược lại lại càng thêm xuân sắc liệu đó có phải là nguyên nhân khiến cho nam phong con trai của bà thần trí điên đảo bất chấp tất cả để bênh vực và bao che cho con người cùng thời gian đó tại nhà của lang y trần dần sau khi dỗ dành harry ngủ say hồng anh thao thức không ngủ được nỗi băn khoăn về sự xuất hiện của mẹ nam phong thực sự khiến cho cô phải suy nghĩ. Nghe thầy nói, người phụ nữ ấy đến đây với mục đích bốc thuốc chữa bệnh, nhưng mà liệu đó có phải là lý do để bà ấy thăm dò về cuộc sống của mẹ con cô hay không? Thực sự chưa có lời giải đáp. Đi sang bên nhà kho, thấy chị Mai tỉ mỉ phân loại các loại thuốc, Hồng Anh lấy hết can đảm và gặng hỏi chị. "Chị Mai này, chị có biết vị khách hôm nay đến gặp thầy là ai không?" À nghe đâu là người dưới xuôi lên, chắc là dòng dõi thương gia gì đấy. Thầy nói lúc trả tiền thuốc, bà ta đưa số tiền gấp 10 lần giá trị của thuốc chữa bệnh, thầy từ chối nhưng họ nhất định không nhận lại đấy. Ý em là em không hỏi cái đấy. Thế em muốn hỏi cái gì? Có phải chị là người thông tin cho người nhà của anh ấy biết chuyện về em và Harry không? Mày đang nói cái gì thế? Chị chả hiểu mày nói cái gì cả. Người đàn bà ấy chính là mẹ của Nam Phong, là bà nội của Harry đấy. Hồng Anh rơm rớm nước mắt và nhấn mạnh từng chữ. Mai lại càng thêm phần ngạc nhiên. Cái gì? Chuyện gì? Mày nói thật không đấy? Bà ấy là bà nội của Harry. Chị khéo giả vờ. Này, mày nói như thế là ý gì? Chị thương và lo lắng cho hai mẹ con mày thật. Nhưng không phải chuyện gì chị cũng tùy tiện làm ra. Nếu mày còn cái cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn đấy, thì mày đừng nói chuyện với chị. Chị Mai, Em xin lỗi Thế bà ta có nhận ra Harry Là con của Nam Phong không Em không rõ Nhưng em nghĩ chắc là không Vì nếu nhận ra Bà ấy đã không dừng dưng mà quay về như vậy Hoặc cũng có thể Bà ta không thèm mày may Quan tâm gì đến em Hoàng hôn buông xuống Những tia nắng nhạt màu dần khuất sau dặn cây phi lao Ngồi trên bàn trà dưới bóng cây cổ thụ rộng ngập Bà mai phương thư thái thường trà và đọc bản tin thời sự. Đang chăm chú thì điện thoại đổ chuông. Thao kính mắt, bà Mai Vương nhấn nút để kết nối cuộc gọi. Tôi nghe đây. Dạ thưa phu nhân, việc điều tra thông tin về các thành viên trong gia đình nhà lang y trần dần, tôi đã làm xong rồi. Ừ, vậy thì cậu trình bày đi. Dạ vâng, lang y trần dần quá vợ cách đây 10 năm. Vợ ông ấy trong một lần đi rừng bị rắn độc cắn, Dường sâu lại vắng bóng người qua lại Nên bà ấy không may mắn đã qua đời Thầy dần có duy nhất một người con gái tên là Mai Năm nay cũng ngoài 30 Nhưng lại không lập gia đình Đã từng có một thời gian rất dài Cô Mai này đi làm ăn xa nhà Hai năm lại trở về đây Và làm theo bố học nghề thuốc cả à? Còn cô gái tên Hồng Anh Và người đàn ông kia thì sao Người đàn ông ấy chạc 30 tuổi Là họ hàng xa của lang Y Trần Dần Theo học nghề và xuất hiện từ 3 năm trước. Cậu ta và Hồng Anh có phải là quan hệ vợ chồng hay không? Dạ không thưa phu nhân, hai người họ hoàn toàn không phải là vợ chồng. Ngày tới đây bà Mai Phương càng thêm khẳng định em bé đó rất có thể là con của Nam Phong. Cô Hồng Anh kia thì sao? Vào thời điểm cô Mai trở về nhà theo thầy học nghề thuốc thì cô Hồng Anh này cũng xuất hiện. Lúc này cô ấy đã mang thai, thưa phu nhân bà mai phương nghe xong rụng rời chân tay nghĩa là hồng anh đã có thai từ trước hai tai của bà như ù đi dẫu không có gì để xác minh điều bà đang suy luận là sự thật nhưng mà không hiểu vì sao khi nhìn thấy em bé bộ bẫm đáng yêu đó bà lại cảm thấy mến và thấy gần gũi một cảm giác rất khó để diễn tả thành lời thôi được rồi cậu làm rất tốt nói đoạn bà mai phương lặng lẽ tắt máy trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập ồn ào và hối hả bà không thể nào diễn tả được tâm trạng lúc này của bản thân mình sự sống của bà giờ đây mong manh như ngọn đèn dầu hiu hắt trước gió bão nếu thực sự em bé ấy là con của nam phong bà có cháu nội sao nam kinh group có người nối dõi rồi sao những giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt tiều tụy bà mai phương xúc động không thể nào diễn tả thành lời bà vẫn nhớ như in khoảnh khắc bé em bé xinh xắn ấy vào trong vòng tay. Cụ cậu ê e a cười nói, thi thoảng lại đưa tay lên sờ mặt bà đầy ưu yếm. Ôi, bà bỗng thấy nhớ và thèm được ôm ấp em bé, đáng yêu ấy quá thể. Cơn xúc động chưa vơi đi, điện thoại bà Mai Phương đổ chuông liền sau đó. Bà vội vàng ấn nghe, vì nhìn dãy số trên màn hình, trái tim trong ngực của bà như bị ai đó bóp nghẹt, hồi hộp tới mức toàn thân của bà run rẩy. Bác sĩ Hùng đi à? Tôi nghe đây. Thưa phu nhân, kết quả giám định ADN cho thấy cậu chủ Nam Phong và em bé kia có quan hệ huyết thống với nhau à? Bà Mai Phương chỉ nghe được đến đây. Hai tai của bà bỗng chốc ủ đi, ánh mắt nhòe mờ vì xúc động quá mức. Em bé đáng yêu ấy, thật sự là huyết thống của nhà họ Nam sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 17 của câu chuyện Mộng Tường Vi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 17 của câu chuyện này, bà Mai Phương đã thấy hối hận bởi vì quyết định khi xưa của bà. Bởi vì người con dâu mà bà cưới về cho Nam Phong là một cô gái lăng loạn, quan hệ một lúc với ba người đàn ông. Và cô ta không hề xứng đáng làm con dâu của bà như những gì bà mong đợi. Và sau khi mà bị bệnh tình phát tác như vậy, đến những ngày cuối đời thì bà mới hối hận. Bà đã tìm lại Hồng Anh và gặp được cháu trai của mình. Đúng là máu mù ruột già, nhìn một cái là nhận ra nhau ngay. Nhưng rồi liệu rằng Hồng Anh có tha thứ cho bà Mai Phương và quay trở về với Nam Phong hay không? Có chấp nhận cho bà nhận lại cháu nội của mình hay không? Câu trả lời Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai ở tập 18, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi Vitamin và kênh chị dậu nhé. Còn bây giờ cho phép tâm An xin được xin chào được quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta lại gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.